Vô tình hình là hôm nay sẽ không có hướng dẫn liên khay mà sẽ nói về một thứ rất là đặc biệt mà mình nghĩ là nhiều bạn cũng quan tâm. Đó chính là làm cách nào để mà tạo ra được một cái liên khay. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một nút like. Hãy thể hiện cái tình yêu thương của các bạn đối với mình bằng việc nhấn cái nút like nhỏ bé nhưng mà có ý nghĩa rất là lớn đối với mình. Nếu mà bạn chưa đăng ký kênh của mình thì hãy nhấn vào nút subscribe ở bên dưới và tích vào ô thông báo để có thể tiếp tục nhận được những cái bài giảng miễn phí từ channel của mình. Cho những bạn nào mà không biết link khay là gì thì link khay nó là một đoạn liên kết ngắn giữa các cái trích lại với nhau. Nó là một phần của combo. Combo là cái các bạn hay xem người ta quay trên video clip. Nó dài từ 12 cho tới 20 giây thì cái đó gọi là combo, nó có đầu có đuôi. Còn link khay là những cái đoạn ngắn ngắn nhỏ nhỏ và ghép lại thì nó sẽ tạo được một cái combo. Đó, link khay thì nó có thể là bao gồm từ 3 đến 5 trích, có thể nhiều hơn một tí, 7, 10 trích nhưng mà nó không được phép là ngang ngửa với combo, nó không có được cạnh tranh với combo tại vì nó chỉ là một cái phần nhỏ. Nói vui là nó không có được bố láo với combo tại vì còn nhỏ mà bố láo thì lớn không biết sao. Đầu tiên để làm được một cái link khay thì chúng ta phải chọn ra được những cái trích nó có một cái gì đó nó liên kết được với nhau. Những cái trích đó các bạn lấy từ cái vốn trích mà các bạn đã tìm tòi, các bạn đã tập luyện được ở trên YouTube clip hướng dẫn các thứ rồi người ta dạy cho các bạn thì các bạn tập theo. Đó, còn ở đây thì mình không có hướng dẫn gì hết, mình chỉ giả sử là các bạn đã biết rồi và chúng ta chỉ lấy chúng ta dùng thôi. Thế nào là hai chiếc có mối liên kết với nhau? Ví dụ đây mình có là Thumbnail và Nelsonic Reverse. Thì như các bạn thấy cái điểm kết thúc của cái thằng Thumbnail này nó chính là cái điểm bắt đầu của cái thằng Nelsonic Reverse. Và chúng ta có thể kết luận đây là hai chiếc có mối liên kết với nhau và khi làm liên khay các bạn phải tìm ra được cái mối liên kết đó trong tất cả những cái chiếc mà các bạn đã tập được để mà chúng ta chọn lọc có những cái chiếc phù hợp đưa vào liên khay. Còn giả sử như là nó không có cái mối liên kết với nhau thì nó sẽ trông như nào? Ví dụ như đây mình có là Thumbnail và cái chiếc này. Đó thì như các bạn thấy cái điểm kết thúc của cái thằng Thumbnail này nó không phải là cái điểm bắt đầu của cái thằng này. Đó, vậy khi đó để xử lý cái tình huống đó thì chúng ta phải dùng một cái chiếc trung gian. Ở đây mình sẽ sử dụng là Fingerpad tại vì đây là một cái chiếc khá là tiện lợi tại vì nó sẽ đi qua hầu như là gần hết tất cả các ngón tay trừ ngón cái ra. Đó thì chúng ta sẽ đưa vào như này, chúng ta sẽ Thumbnail và chúng ta sẽ đưa cái thằng Fingerpad vào trước cái chiếc kia. Thumbnail, sau đó Fingerpad trước, sau đó đưa cái bút xuống cái vị trí bắt đầu của cái chiếc kia và thực hiện nó. Nó sẽ được như này. Đó là áp dụng cái chiếc trung gian vào việc làm liên khay. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ghép thêm những cái chiếc khác vào từ 3 đến 5 chiếc và tạo thành một cái đoạn liên khay. Nó sẽ trông như này. Ví dụ ở đây mình ví dụ một cái đoạn liên khay ngắn như này. Đó. Sau khi mà đã xong được cái bước 1 thì chúng ta cơ bản là đã có một cái link khay để mà đưa lên combo luôn. Hoặc là các bạn có thể sang tiếp bước 2 này. Bước 2 là bước để mà tăng cái độ khó của link khay lên. Thì bước này có thể làm hoặc là không làm tùy vào cái ý muốn và cái sự sáng tạo của các bạn. Ví dụ như đây mình có là Thumbnail và cái này. Đó, thì bây giờ mình sẽ không có đưa nó một cách đơn giản qua như vậy nữa mà mình sẽ sử dụng những cái kỹ thuật hất lên như này, những cái chiếc hất lên. Nó cũng là Thumbnail nhưng mà nó là Thumbnail Release. Tức là nó sẽ hất lên như này và chúng ta sẽ đưa nó qua đây như này hoặc là chúng ta đưa những cái power chick mà có Thumbnail vào ví dụ như này. Đó thì nó sẽ tăng cái độ bá đạo của cái combo các bạn lên mà là các bạn hất như này đó hoặc là hất truyền từ tay này qua tay kia nhưng mà ở đây thì mình đang cầm máy cho nên là không có ví dụ được. Bước 3 là cái bước dành cho những bạn mà chơi lâu rồi có nhiều kinh nghiệm thì đây là cái bước mà chúng ta sẽ dùng một cái liên khay đơn giản để mà chúng ta biến tấu nó thay đổi những cái cấu tạo của chiếc các thứ bỏ bớt đi những cái chiếc trung gian để mà làm cho cái liên khay nó trông nó bá đạo nó phức tạp hơn. Ví dụ ở đây mình có một cái đoạn liên khay như này đó thì bây giờ mình sẽ bỏ đi cái chạc ở trong cái liên khay đó nó sẽ ra được cái đoạn như này đó cái phần giật tay cái chỗ giật tay ở đây là chúng ta đã bỏ đi cái chạc ở chỗ đó cho nên là nó mới hình thành nên một cái liên khay là nó nhìn nó phức tạp và nó trừu tượng nó hơi trừu tượng nó khó hiểu cái chỗ đó hoặc là chúng ta có thể dùng những cái chiếc những cái phần lẻ lẻ của những cái chiếc và chúng ta ghép lại thành một cái đoạn liên khay như này. Đó đây thì mình dùng rất là nhiều những cái chiếc lẻ lẻ nhỏ nhỏ mà mình ghép nó lại mình dồn nó vào được một cái liên khay nhìn nó rất là phức tạp nó rất là khó hoặc là chúng ta có thể dựa vào một cái liên khay đơn giản như này ra qua đó nó rất là đơn giản nhưng mà chúng ta có thể đưa vào những cái kỹ thuật mà nó tương đối là nó khó và nó phức tạp ví dụ như là finger cross như này. Đó thì nhìn nó sẽ gắt gói hơn rất là nhiều. Và cái này thì không có hướng dẫn được mà chỉ giới thiệu cho các bạn hiểu thôi. Và ok thì mình sẽ dừng clip tại đây. Và nếu mà bạn nào thấy hay thì có thể nhấn vào nút like để ủng hộ mình, ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Mình thì làm cái này không có tiền cho nên là
chủ yếu là niềm vui là đến từ mấy cái like của mấy bạn. Và nếu mà bạn nào có đóng góp gì cho channel của mình thì cứ để lại comment ở bên dưới, mình sẽ đọc và nếu hợp lý thì mình sẽ cân nhắc để mà thực hiện trong thời gian sắp tới. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.